Người Tokyo xếp hàng mua Taco Bell tên từ Tokyo, Nhật Bản. Vào hôm thứ Ba 21 tháng 4, một đám đông đã xếp hàng dài trước một tiệm Taco Bell bán thức ăn nhanh của Mexico vừa được mở lại lần đầu tiên tại Nhật Bản sau nhiều thập niên. Tiệm Taco Bell đầu tiên đã được mở cửa tại Tokyo hồi đầu thập niên 1980, nhưng đã đóng cửa khoảng 10 năm sau đó. Lần này thì người ta thấy ít nhất là 150 người đã xếp hàng kéo dài từ phía trước cửa tiệm cho đến một hẻm nhỏ của quận Shibuya, khu vực thương mại sầm uất nhất của Tokyo. Nhiều người cố dành một chỗ đứng để được phân phối tacos miễn phí dành cho 100 khách hàng đầu tiên. Một số người trong số đó có Steve Cottrell, 26 tuổi, là cư dân New York, cho biết đã dành chỗ đứng của những người khách đầu tiên từ lúc nửa đêm. Ông này tự nhận là người rất thích thức ăn nhanh và đã từng thưởng thức các món McDonald's, Burger King, nay thì muốn thử dùng Taco Bell. Người chủ tiệm Taco Bell nói rằng họ đã cố gắng trở lại lần thứ nhì để chinh phục thị trường Nhật Bản trong năm nay vì món ăn Mexico đã được nhiều người biết đến tại Tokyo. Taco Bell đã chọn một địa điểm có đông đảo giới trẻ Nhật Bản qua lại. Một phần taco bán tại tiệm này với giá là 320 yen, tương đương là 2.6 mỹ kim, và một phần burrito bán với giá là 500 yen, tương đương là 4.2 mỹ kim, cao hơn so với giá bán tại Hoa Kỳ, nhưng ngang ngửa với giá các loại thức ăn nhanh ở Nhật Bản. Taco Bell hiện có 6.250 cửa hàng ở Hoa Kỳ và 250 cửa hàng tại 26 quốc gia khắp các thế giới. Taco Bell từng thất bại ở năm hàng trong thập niên 1990 và cũng đã trở lại hồi năm 2010, cũng như đã phải rút khỏi Trung Cộng hồi năm 2008 và dự tính sẽ quay trở lại.